áo ngược đó mọi người. Singapore. Hello mọi người, thì tụi mình đã vừa mới check in xong hết rồi. Thế đồng thì sẽ cập nhật những cái thủ tục mà mấy bạn cần phải chuẩn bị để các bạn muốn đi Sing nha. Sáng nay tụi mình ăn Burger King. Ngon không Chen? Bây giờ tụi mình sẽ đi ăn, tụi mình rất là đói bụng luôn rồi. Vừa mới tới nơi một cái là Sing mưa quá trời luôn. Yay! Trời lâu lắm mới được đi đi du lịch nước ngoài lại mọi người. Hello. Bây giờ tụi mình sẽ đi đâu vậy mấy đứa? Mình đi ăn bột chiên. Oh, đi cần chiên dầu xíu nha. Đi ăn cua, đi ăn hải sản. Cái này là ốc sống, ốc dò dòi nha mọi người. Chỗ đây ăn đồ ăn ngon thật sự nha mọi người. Xác nhận lại nha Sen. Tôi xác nhận lại cho mọi người đi, đồ ăn ngon thiệt nha. Kìa kìa kìa. Đây mọi người ơi, món chính đây. U là trời ơi, con cua nè. Cái này cua gì, cua gì? Cua cà mau. Cua trứng muối nha mọi người. To lắm. To lắm. Ây da, ngồi gãy tay luôn nha. Wow. Ê, gạch không? Không, bỏ lông vô trộn chung cho mọi người ăn nè. Yummy. Khoa nhà biết khoa, khoa biết nấu ăn không Khoa? Không, em biết ăn. Ngon không? Ngon. Rất ngon đúng không? Cái cơm không mà em thấy ngon. Đúng rồi. Ba đứa bắt cặp. Bữa nào mình làm đồng tiệc á. Look, there's a bruise right here. One or a few on there. Man, did you see me though? Hello mọi người. Thì bây giờ tụi mình vừa mới đi mua sắm xong, tụi mình đến đây ăn cháo ớt. Thì hiện tại đây. Nhi à Tè thì đang chụp mắt một xíu nha. Khoa thì đang làm bài tập nè. Còn Sen thì Sen thì mới dậy. Tè dậy thôi hả em? Ồ lại chụp mắt rồi, lại chụp mắt rồi. Thôi ok, ngủ ngon nha. Chúc xin đồ ăn ra vậy nha. Cái này của tôi nha mọi người. Xin phép nha. Ta-da. Mọi người thi lộn rồi. Cái này không phải là cháo ớt mà là gì? Ba cư tê hả? Ba cư tê. Ta thấy cô chạy mấy cái đường này. Chỉ đường kìa. Để cho mày có mấy cái quạt máy. Đây.
đây đó. Về rồi tắm được cái nó đã gì đâu là đã luôn. Mình mới tới cái xong nè, quăng vali đi chơi thì chân mình hơi dớt, dán băng keo cái nhân quá trời luôn. Tại vì cái đôi dép của Thi đây nó đau chân quá, nó bị làm cho chân mình thì nó rột lên hết. Bây giờ Thi sẽ rửa mặt trước nha. Hôm nay Thi xài sữa rửa mặt của Declairs. Cái này là sữa rửa mặt complex, nhưng mà có nghĩa là đa số những thành phần này đều là màu đen nè. Nó có chiết xuất từ hạt thì là đen nè, có chiết xuất từ blackberry nè, có chiết xuất từ nấm truffle nè, và có thêm đậu nành nữa. Và những thành phần trên thì nó còn có beta glucan với lại ceramide, thì hai cái thành phần này nó sẽ ngăn cản cái sự thoát nước của da, và ngoài ra nó cũng sẽ giúp cho cái làn da của mình được giữ một cái độ ẩm hợp lý để giúp da khỏe mạnh hơn nữa. Ceramide nó còn giúp cho làn da của mình được chống lão hóa nữa, và ngoài ra thì trong cái này nó sẽ có tính axit nhẹ để làm cho da của mình sạch sâu hơn đó mọi người. Kiểu tạo bọt vừa phải, vừa tạo bọt nhẹ, cho nên là nó cũng không có làm cho da mình khô nữa. Sau khi mà rửa xong thì da của mình nó vẫn ẩm. Toner không bao giờ được thiếu toner. Trời, lâu lắm rồi mới được đi ra nước ngoài chơi lại á mọi người. Mà đợt này đi có 3 ngày thôi rồi, cho nên là tụi mình đang cố gắng là kiểu như là đi được hết công suất, đi hết những nơi mà cần đến đó nhất có thể luôn. Mà nói chung là vui lắm, đi chung với lại một nhóm bạn mà kiểu hợp quá, lúc nào cũng nhây nhây á, mình vui lắm mọi người. Dạo này á mình thi được mọi người khen là da sáng lên hơn nhiều. Ngoài dưỡng da thì mình còn có uống thuốc trắng da nữa. Thì có gì những cái tips và những cái sản phẩm mà mình thi sử dụng để chăm body và chăm da mặt của mình, chăm uống ngoài thoa, là tất cả những sản phẩm mình sẽ làm ở video sau nha. Mình thi định mình sẽ làm một video update lại tất cả những cái sản phẩm mình thi rất là yêu thích để giúp cho mọi người xinh đẹp hơn không? Tại vì trên mình với nhân mình thi thì xài mấy đồ thi rất là thích đó, nên là cũng mong là mọi người cũng có thể biết tới những sản phẩm đó. Ok, tiếp theo thì sẽ sử dụng vitamin C cho mọi người. Cái này cũng là của nhà Declairs luôn. Cái này nó có 5% vitamin C dưới dạng acid L-ascorbic nha mọi người. Trong này ngoài vitamin C ra thì còn có chiết xuất nấu má nha mọi người. Nó cũng sẽ giúp cải thiện những cái làn da bị xỉn màu và cũng như là những cái vết thâm nám do mụn để lại. Sodium hyaluronate nó sẽ giúp cấp ẩm mạnh mẽ nè. Cái này thì nó là một cái kết cấu giống như thì thấy nó kiểu nó hơi oi oi mọi người, cho nên đầu tiên nghĩ là nó sẽ phù hợp xài buổi tối, mặc dù hãng nói là khuyến khích xài buổi sáng, nhưng mà mình đi thấy là nó có vẻ thấm không có nhanh lắm trên da của mình thì, cho nên mình vẫn ưu tiên nó sẽ sử dụng buổi tối nha. Thường thường thì những cái lọ serum á nó sẽ rất là dễ bị oxy hóa nếu mọi người bảo quản không kỹ, nhưng mà cái chai serum này thì nó có cái công nghệ là hybrid stabilization, nó sẽ giúp cái lọ này lâu bị oxy hóa hơn á mọi người. Nhưng mà mặc dù như vậy mọi người cũng không có nên để những cái chai vitamin C ở dưới nắng mặt trời nào, tiếp xúc với nắng mặt trời quá nhiều, và khuyến khích là để trong tủ lạnh nhé. Thì mình thấy là có một vài nghiên cứu á nói là sản phẩm có nồng độ vitamin C từ 1-1% đều có hiệu quả hết, nhưng mà khi sử dụng cái thanh vitamin nó nồng độ càng cao thì không có nghĩa là nó sẽ hiệu quả càng cao. Với bạn cần tìm một cái nồng độ phù hợp với làn da của mình để cho cái sản phẩm nó phát huy tác dụng tốt nhất. Giống như là có một số loại vitamin C mà mình không có xài được, không biết mấy bạn có bị không, giống như là xài lên mặt nó sẽ nghe cái mùi khét như là mình đi nắng về vậy mọi người, chứ mình không xài được những cái loại đó. Ok, mình xài đơn giản thôi, kem dưỡng khóa ẩm lại nha. Ngày mai là mình thi sẽ được đi Universal. Mình thi không biết nữa hai mấy lần, nhưng mà cũng còn rất là thích mấy cái đó luôn á mọi người. Giống như là mình thi rất là thích xem Harry Potter, và mình thi coi mấy chục lần luôn rồi đó, mà coi xong lần nào mình thi cũng buồn hết trơn. Mình thi rất là thích Universal nha mọi người, tại vì trò chơi đó kiểu mình lớn đã lắm. Yay, mình được đi chơi. Tâm hồn rất là trẻ thơ nha mọi người. Bây giờ mình sẽ làm một lớp son dưỡng thật là dày để ngày mai mình có thể đi chơi với cặp môi mỏng nha mọi người. Tại vì môi mình đi khô giả man luôn. Mọi người nhìn này là mình biết là nó đã hot một thời luôn, mọi người nhớ không? Mà cũng gây tranh cãi dữ lắm nha. Nhưng mà hôm nay để mình sẽ hướng dẫn sử dụng cho các bạn mấy cái này. Tại vì dù sao mấy cái này nó cũng chỉ là tẩy tế bào chết kiểu vật lý mọi người, nó chỉ trên bề mặt thôi. Trước khi mọi người xài cái tẩy tế bào chết vật lý thì mọi người sẽ luôn dưỡng môi của mọi người trước. Tại vì nếu như mà một làn môi mà nó khô khốc thì mấy bạn tẩy thì nó chỉ có chảy máu thôi, hoặc nó không thể nào bung ra được hết. Thì tối đó mình sẽ sử dụng một lớp mặt nạ ngủ cho môi. Mấy bạn có thể sử dụng loại nào cũng được hết, nhưng mà mình sẽ sử dụng của Bubi luôn. Chắc nhắc về Bubi chắc mấy bạn chỉ biết về cái tẩy tế bào chết môi thôi ha. Mà ngoài ra nó còn có nhiều sản phẩm nữa, giống như là ví dụ như mặt nạ ngủ nè, rồi son dưỡng, son thỏi với lại cái dạng oi á mọi người. Nhưng mà trong cái bộ này thì mình thích nhất là hai cái này thôi, cho nên là nếu như mọi người có nên thử qua Bubi thì bạn nên thử combo này. Tại vì cái mặt nạ môi này nó làm cho cái da chết của Thi bong ra, và mình Thi lấy đi rất là dễ dàng luôn. Tối bắt đầu nha, mình Thi sẽ sử dụng cái này lên môi, làm một lớp thiệt là dày lên. Da môi chết của mình đó, nó cũng cần được làm mềm ra để khi mà mình tẩy nó sẽ dễ dàng hơn mọi người. Đó. Trời
về sau Quỳnh Thi lúc nào môi cũng rất là khô, nếu như mà không chịu dưỡng thì tại vì Quỳnh Thi rất là ít uống nước, có một người kiểu môi lúc nào thì cũng khô. Quỳnh Thi nghĩ là chắc Quỳnh Thi có thiếu chất gì nữa hay sao mà sao môi hay khô lắm, là cứ phải hả tối nào cũng phải vuốt một đống son dưỡng hay là mặt nạ môi lên trên môi để ngày mai môi nó có thể bong mấy cái da chết ra. Và môi thì nó có rất là nhiều rãnh nhăn đó mọi người, tại nó khô nó làm cho môi Quỳnh Thi nhăn lại. Cái mặt nạ môi này á là nó rất là dịu nhẹ nha, trong đây toàn là những cái thành phần tự nhiên không mọi người ơi, giống như là bơ hải kubuka nè, rồi sáp kadalila nè, và có những cái thành phần tự nhiên của gốc thực vật nữa. Những cái sản phẩm của Bubi á theo như thấy là giá học sinh viên á khá là rẻ, nhưng mà nó hot cho nên là nó bị hàng giả hàng nhái trên thị trường rất là nhiều luôn, cho nên là khi mọi người mua mọi người chú ý nha. Mình sẽ để link bên dưới cho mấy bạn, hoặc mấy bạn có những cái sản phẩm nào hay là những cái món đồ nào mấy bạn thích trong cái video này, bạn cứ việc comment thì sẽ coi, và mình sẽ để link dưới description box cho mọi người luôn. Nói chung là mình thì rất là ưng cái mặt nạ môi này, tại vì thật sự là bây giờ mình chỉ cần sử dụng như thế này rồi có một tiếng xong thôi, bắt đầu môi của mình thì da chết á bắt đầu nó mềm ra và mình thì có thể lấy ra rất là dễ dàng luôn. Còn có một số loại son dưỡng mình đi đánh lên như nằm trên bề mặt môi của mình thì nó không có tác dụng gì hết, cho nên là nếu như bạn muốn thử WeWe thì các bạn nên thử hai cái sản phẩm này mình đi nói nha. Còn hai cái kia mình đi xài thì thật sự đi thấy nó cũng bình thường, mình đi cũng không có ưng lắm. Hai cái này là hai cái mà nổi trội nhất cho nên bạn có thể nên thử. Tỷ giá của thôi sinh viên. Hello, tụi mình vừa mới tới rồi đây. Bây giờ tụi mình đi Universal nha mọi người. Bây giờ mọi người muốn đi ăn trước, mọi người mình sẽ ăn Din Tai Fung nha. Shouldn't be up with all the weight that I carry. Don't know if it's right, but I'm sticking with you. You're my only vice, I'm dependent on you. Lust for the wicked, I know this shit too well. I talk, you don't listen, still I'm under your spell. I think I'm addicted to feeling bad as hell. I can just let you go. You're the one I wait for, even though. Bây giờ tụi mình sẽ bước vào Universal thôi. Nắng quá à. Nắng. Đeo mắt kính. Ơi hình như nó không ăn vô da anh luôn á, nó sợ nó bay đi sao á. Sợ nó sợ. Không thành tới nó đâu. Bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu tiến vào Universal. Yeah! New Year in Universal. Yeah! Nắng quá cho nên là mình sẽ phải mình sẽ mang một cái túi bự như vậy nè. Ai cũng bỏ một đống đồ vô đây rất nặng luôn á. Tụi mình đi vé gì vậy? Bè. Vé gì? Vé ưu tiên nha mọi người. Vé ưu tiên là sẽ không cần phải xếp hàng đó mọi người. Mình sẽ vào lấy cái vòng ưu tiên rồi mình đeo vào tay. Hai đứa mình rất là mê mấy cái mặt hình này mà tới bây giờ mới có dịp đi chung với nhau ha. Mê lắm, ba nè, ba thân hương. Tao với mày lần cuối cùng với Thái. Nhau là đi Thái rồi. Wow. Oh my god, princess. My heart to see you hiding there. Đây là áo đôi của tụi mình, áo cặp, áo gia đình chứ đúng không? Thuyết phục Nguyên dữ dội luôn, Nguyên chịu đi á. Sáng nay cũng đi shopping mọi người. Hi.
giờ mọi người đi ở đây chắc cũng nửa tiếng đồng hồ rồi mà chưa chơi được đồ trò nào hết. Bây giờ mình sẽ ấy khoa cái xe đó là sao, cái xe đó mình mua ở đâu, xe nào, cái xe đó đó, cái vali đó người ta đem theo á. Không, có nhiều người có, mình muốn được. Đi bây giờ hỏi nha, bây giờ hỏi nha, bây giờ lại hỏi, lại hỏi mình đi, hỏi mấy em, lại hỏi mình cái tuổi nặng lắm hết. Hỏi đi, mày lại hỏi đi, nhanh lên. Rồi có nó đi kìa, giống mi nhìn không trời. Tay đâu. Ý. Đi thôi. Hiện tại thì tụi mình có còn sản phẩm này nha. Thông tin sản phẩm là rất là giỏi nè, rất là xinh đẹp nè và tài năng, có thể làm được nấu ăn nè, kiếm tiền, cho nên là bạn nào muốn đặt hàng này thì cứ nhắn tin liên hệ cho mình nha. Nó đây là 99% black new nha mọi người. Chưa qua sử dụng. No.